xin chào tất cả các bạn bởi vì lag quá thế nên là chị Hiên có đang chuyển sang cái hình thức là chủ động phát bằng uh, bằng uh, laptop rồi đây không biết là bây giờ thì đường truyền đã ổn hơn chưa hy vọng là đường truyền đã ổn hơn rồi để chị Hiên có thể tham gia cùng với chúng mình trong uh, buổi sáng ngày hôm nay ạ các bạn ơi các bạn đã có mặt ở đây cùng với chị chưa và các bạn đã thấy đường truyền ổn hơn chưa ạ để chúng mình có thể bắt đầu ngay và luôn buổi học ngày hôm nay cùng với chị hiên nhá được không nào hy vọng là đường truyền của chúng mình đã ổn hơn rồi xin chào xin chào tất cả các em các bạn ơi đừng quên gửi lời chào tới chị trong buổi sáng ngày hôm nay nhá và bây giờ thì có lẽ không để mất thời gian của chúng mình nữa ổn rồi đúng không <laughs> ok ạ à. bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu đến với nội dung của buổi học ngày hôm nay cùng với chị nhá được không ạ à? rất hy vọng là các bạn đã có thể có mặt ở đây rồi và mong rằng là chúng ta sẽ cùng với nhau có được một cái bài giảng thật là hay trong buổi sáng ngày hôm nay cùng với chị hiên nhá bây giờ các em đã sẵn sàng để chúng mình cùng với nhau bước vào buổi học ngày hôm nay về vợ chồng a phủ của nhà văn tô hoài chưa ạ à? <laughs> chúng mình đã sẵn sàng chưa ạ à? nếu như các bạn đã sẵn sàng vậy thì ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với vợ chồng a phủ của nhà văn tô hoài nhé đương nhiên rồi khi tìm hiểu về một tác phẩm chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về tác giả trước đúng không ạ và tác giả chúng ta có ở đây là nhà văn tô hoài có một điều rất là kỳ diệu đó là ngay từ thời thơ bé thì hình ảnh nhà văn tô hoài đã trở thành một người nghệ sĩ gây được ấn tượng với thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Cuốn sách chuyện dài Dế mèn phiêu lưu ký đã trở thành một trong những cái cuốn sách cuối đầu giường và trở thành một cái niềm cảm hứng bất tận cho rất là nhiều những người gì ạ à, trẻ tuổi giống như chúng ta. để rồi khi lớn lên một chút xíu nữa chúng ta lại bắt gặp nhà văn tô hoài với những tác phẩm để lại ấn tượng sâu đậm về hình ảnh những con người lao động miền núi và những con người lao động ở ngoài thành hà nội và tô hoài vẫn luôn là như vậy ông là một nhà văn có một cái sức sáng tạo vô cùng dồi dào đúng không ạ là nhà văn có sức sáng tạo dồi dào và chúng ta có thể thấy rằng chính bởi vì ông là một nhà văn có sức sáng tạo dồi dào thế nên là ông đã để lại một cái khối lượng tác phẩm đồ sộ cho nền văn học việt nam hiện đại được không ạ à? nếu như để nói về đề tài mà tô hoài thường viết thì có thể đề cập đến đó là chuyện cho thiếu nhi đúng không nào đó là những cái câu chuyện viết về người lao động miền núi cao tây bắc và người lao động ở ngoại thành hà nội được không ạ à, bên cạnh đó thì chúng ta còn thấy rằng là à, về cái quan điểm sáng tác của người nghệ sĩ này thì tô hoài luôn cho rằng viết văn là một cái quá trình đấu tranh để nói ra sự thật đúng không ạ à, viết văn về quan điểm sáng tác thì ông ấy cho rằng viết văn là quá trình đấu tranh để nói ra sự thật. Mà đã là sự thật thì thậm chí là phải đập vỡ đi cả những thần tượng đúng không ạ? Chúng mình sẽ chú ý nhá. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng nói về cái phong cách nghệ thuật của nhà văn Tô Hoài Người nghệ sĩ này gây ấn tượng với bạn đọc bằng một cái lối kể chuyện, bằng một cái giọng kể như thế nào nhỉ? Một cái giọng kể rất là tự nhiên. Đó, bằng một cái giọng kể tự nhiên này à bằng một cái giọng kể rất là hóm hình này, đúng không ạ? Thế nhưng cũng không kém phần tinh tế và sâu sắc. Đây cũng là một trong số những cái người nghệ sĩ mà các bạn có thể thấy rằng đó chính là có cái biệt tài miêu tả ngoại cảnh biệt tài miêu tả ngoại cảnh đúng không ạ à, và có một cái nhãn quan phong tục rất là tốt và có lẽ cái nhãn quan phong tục này được xuất phát chính bởi từ con người của ông khi chúng ta biết rằng nhắc tới con người của nhà văn tô hoài chúng ta sẽ nhắc tới hình ảnh của một người nghệ sĩ có cái vốn am tường về gì về uh, nhiều uh, về nhiều về phong tục tập quán về phong tục tập quán của nhiều vùng miền khác nhau của nhiều vùng miền khác nhau và các bạn cũng biết được rằng là đặc biệt phải đề cập đến đó chính là gì ạ đó chính là hà nội bởi vì sao ạ Ở trong một cái cuộc trò chuyện thì thần đồng thơ việt nam ấy nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từng chia sẻ rằng là ông ấy đã được tiếp nhận những cái kiến thức về Hà Nội mà đó là những cái kiến thức tìm rất là khó. Thậm chí là rất là khó có thể tìm được ở trong một cái cuốn sách nào đó. Thế nên là à, Tô Hoài giống như là một cái pho từ điển sống ấy ạ. Đó, Tô Hoài giống như một cái pho từ điển sống. Và chúng ta có thể thấy được ở đó là cái sự hiểu biết rất là sâu rộng về phong tục tập quán của nhiều vùng miền khác nhau. Bản thân tô hoài cũng là một người trải đời, có cái kinh nghiệm sống phong phú, kinh nghiệm sống phong phú và ông đã diễn tả cái kinh nghiệm sống đó trên những cái trang văn của mình thông qua sự nghiệp sáng tác đầy rực rỡ của chính bản thân mình, được không ạ? thì chúng ta có thể thấy được rằng ông là một trong những cây viết văn xuôi, được không ạ? có ảnh hưởng đúng không có ảnh hưởng lớn có ảnh hưởng lớn trong nền văn học việt nam hiện đại trong nền văn học việt nam hiện đại các bạn ơi các bạn nhìn vào những cái từ khóa mà chị hiên đưa ra ở đây thì ngay lập tức các em đã nhớ được thông tin về tô hoài chưa chị sẽ cho các bạn xem một cái hình ảnh về tô hoài để chúng mình dễ nhớ hơn nhé được không ạ À, OK ạ, à. đây đây chính là nhà văn Tô Hoài này. Các bạn có thể nhìn thấy là một gương mặt rất là hiền hậu, rất là phúc hậu, đúng không ạ? Một cái gương mặt rất là phúc hậu và chúng ta có thể thấy được rằng là một nụ cười rất tươi. Đó là lý do vì sao mà nhiều khi ấy, chúng ta đọc giấy, đọc lại giấy Mèn phiêu lưu ký một lần nữa mà chúng ta có cảm giác như là đó là một cái câu chuyện uh, của một người ông rất là hiền từ mượn câu chuyện của loài vật để nói câu chuyện của con người được không nào các bạn ơi các bạn nhìn thấy hình ảnh của nhà văn tô hoài chưa ạ đây đây chính là nhà văn tô hoài này đó nhà văn tô hoài được không nào ok chưa các bạn ơi đã ghi nhớ được thông tin về nhà văn tô hoài chưa xác nhận lại giúp chị hiên một cái đi ạ xác nhận lại giúp chị đi các bạn xác nhận lại giúp chị này thứ nhất là có vốn am tường về phong tục tập quán của nhiều vùng miền thứ hai là sự trải đời và kinh nghiệm sống phong phú này thứ ba là nhà văn nói về sự nghiệp sáng tác thì về vị trí là một nhà văn có sức sáng tạo dồi dào và bởi vì như vậy nên là để lại một cái khối lượng tác phẩm vô cùng đồ sộ đúng không ạ đề tài thường viết này đúng không nào về cái quan niệm sáng tác này về gì ạ à? À, phong cách kể chuyện về cái giọng kể biệt tài miêu tả ngoại cảnh một cái nhãn quan phong tục đúng không nào thì chúng mình sẽ chú ý nhá sao thế thanh ngã ơi sao thế em các bạn ơi nào chúng mình ơi được chưa ạ à? ok chưa ạ à? được không nào các bạn đã ghi nhớ những thông tin về tác giả tô hoài chưa à được không ạ nào các em ơi, các bạn đã ghi nhớ được chưa? Ok chưa? Xác nhận lại hộ chị nào để chuyển sang phần hai nhỏ về tác phẩm nhá. Hai nhỏ về tác phẩm. Nào, được không ạ? À? Hai nhỏ về tác phẩm. Ok chưa? Rất là nhanh thôi. Chúng ta sẽ cùng với nhau ghi nhớ kiến thức. He he cái gì đấy hả chung? <laughs> Chúng mình ơi, xong chưa ạ? Ok chưa ạ? Rồi, ok Duy Mạnh xác nhận cho chị Hiên rồi đây. Các bạn khác thì sao? Các bạn khác thì sao ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 nhỏ, đó là phần tác phẩm. Ở trong phần tác phẩm này thì các bạn cũng biết được một điều rằng đó chính là chúng ta sẽ cần phải có hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm cái đã. Thì nhắc tới vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Các bạn sẽ nhớ tới ngay và luôn về cái mốc thời gian đó là năm 1952, đúng không ạ? Năm 1952, đây chính là thời điểm ra đời của dí, của vợ chồng A Phủ. Khi ấy thì nhà Văn Tô Hoài đã có một cái chuyến đi thực tế dài 8 tháng, đúng không ạ? Và trong cái khoảng thời gian đó thì cùng với bộ đội vào giải phóng Tây Bắc, trong cái khoảng thời gian đó khi cùng được sống, cùng được sinh hoạt, cùng được chiến đấu cùng với đồng bào nơi đây thì nhà văn tô hoài đã có rất là nhiều ấn tượng đối với mảnh đất và con người nơi đây để rồi sau này ông phải thốt lên rằng là đất nước và con người miền tây đã để thương để nhớ cho tôi nhiều quá đúng không ạ và chính bởi cái niềm thương nỗi nhớ được gửi lại từ mảnh đất từ con người nơi đây nên sau đó ông đã đưa ra tâm niệm rằng mình sẽ cần phải quay trở lại mình phải thực sự quay trở lại để trả cái món nợ ân tình cho mảnh đất này. Và sau đó ông đã thực sự quay trở lại. Ông viết vợ chồng A Phủ. Và chúng ta biết được rằng là đây là một trong số những cái chuyện ngắn nằm trong cái tập truyện Tây Bắc. Đúng không? Nằm trong cái tập truyện Tây Bắc. Thì tập truyện Tây Bắc này bao gồm 3 chuyện ngắn đó là cứu đất cứu mường, mường sơn và vợ chồng A Phủ thì được hoàn thành vào năm 1953. Chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Đây là một trong số những cái tác phẩm rất là xuất sắc của nhà văn Tô Hoài đã đạt được cái giải thưởng ngay sau đó ạ. Giai đoạn năm 1954-1955 là đạt được giải thưởng ngay sau đó ạ. Đó, thế nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị Hiên về cái hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này nha. Luôn luôn nhớ giúp chị rằng là để nhớ về hoàn cảnh sáng tác thì năm sáng tác là quan trọng hơn cả. Được không ạ? À? Luôn nhớ giúp chị là năm sáng tác là quan trọng hơn cả chúng mình nhá. Ok chưa ạ? À? Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy, đó chính là nói về vợ chồng A phủ của nhà văn Tô Hoài đây ạ, à, chúng ta có một cái phần tô hoài nói về hoàn cảnh xa đời của vợ chồng a phủ. các bạn có thể quan sát ở đây, thì nhà văn tô hoài đã tâm sự rằng là tám tháng trời ở ở tây bắc đã để thương, để nhớ cho tôi nhiều quá, tôi không thể nào quên, tôi không thể nào quên hình ảnh vợ chồng a phủ đứng ở dốc núi, ở dốc cao vẫy tay gọi tôi, chéo lù, chéo lù, có nghĩa là trở lại trở lại và tôi đã viết tập truyện Tây Bắc như một cách trả món nợ lòng với những con người ân nghĩa đó. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Đây sẽ là cái hoàn cảnh ra đời, nhớ chưa? Nhắc lại nào. 1952 được không ạ? À? 1952 được chưa? Với cái phần này nhá, rất là dễ để các bạn có thể triển khai đưa vào làm một cái phần mở bài luôn nhá ví dụ nhà văn tô hoài đã từng tâm sự tám tháng trời ở tây bắc đã để thương để nhớ cho tôi nhiều quá tôi không thể nào quên và nhà văn tô hoài đã có một cái khoảng thời gian cùng sống chiến đấu cùng với đồng bào bộ đội cùng với đồng bào ở mảnh đất này và chính những con người nơi đây đã trở thành một nét hằn in không thể phai mờ trong trái tim của tác giả để rồi sau này Tô Hoài luôn tự gì ạ? À, luôn tự nhắc nhở chính mình phải quay trở lại để trả món nợ lòng với những con người ân nghĩa. Và thực sự tác giả này đã quay trở lại với Tây Bắc bằng chuyện ngắn gì đấy hoặc bằng tập truyện gì đấy. Thì có nghĩa là chúng ta có thể đi từ những cái tâm sự của Tô Hoài cũng rất là ổn để chúng ta viết mở bài cho vợ chồng A Phủ ấy. Đương nhiên là sẽ còn nhiều cách viết hay hơn nữa, nhưng chị sẽ hẹn chúng mình ở khóa học 10 ngày nha. Các bạn ơi, trong ngày hôm nay, khóa học 10 ngày vẫn sẽ giữ ưu đãi là 599k cho 12 buổi học dành cho các bạn. Vậy nên nếu như bạn nào mà còn chưa đăng ký để nhận ưu đãi thì hãy đăng ký ngay nhá, duy nhất ngày hôm nay thôi ạ. À. Ngày mai thì học phí sẽ quay về mức đó chính là 1099 rồi ạ. À. Nên rất hy vọng là có thể được gặp các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại này. Đây này, chúng ta còn có thể học về phương pháp nữa cơ. Thì về phương pháp viết này là trong khóa học đó cũng học luôn ạ à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất Đó chính là nội dung chính của tác phẩm Đây là phần quan trọng nhất ạ à. Nhớ các thông tin ở phía trên chưa Những cái nội dung về nhà văn tô hoài này Rồi thì hoàn cảnh ra đời này Tất cả những cái đó là các bạn sẽ cần phải nhớ giúp chị Hiên nha Đừng quên, đừng quên đừng quên đây là một bài quan trọng lắm đúng không ạ bởi vì sao rất lâu rồi thì vợ chồng a phủ không có xuất hiện trong đề thi năm nay vào vợ chồng a phủ là một điều rất là hợp lý không có gì phải bàn cãi đâu được chưa nào ok chưa ạ thì đây sẽ là nội dung chính của văn bản này chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính khi mà học về nội dung chính của văn bản ý, thì chị hiên sẽ chia theo các nhân vật đương nhiên rồi nhưng mà cũng có một cái cách khác để chúng mình chia và chị thấy là cách này cũng là một cái cách rất là hợp lý và nó cực kỳ là sát đối với gì ạ nó cực kỳ là sát đối với uh, những cái đề mà chúng mình sẽ gặp đó là chúng ta sẽ phân bổ theo trích đoạn các bạn nhé thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là chị đang có đó chính là văn bản vợ chồng a phủ của nhà văn tô hoài đây được không ạ? À? Nhá. Thì bây giờ là chúng ta sẽ chia theo các phân đoạn. Được không nào? Chúng mình sẽ cùng nhau chia theo các phân đoạn nhá. Đầu tiên, nhìn này, đoạn 1. Đoạn 1. Từ đầu cho đến đâu? Đó, từ đầu cho đến đâu? Cho đến cô ấy là vợ A Sử, con trai thống lý bá cha bỏ sách giáo khoa ra gạch vào. Được không ạ? À? đến con trai thống lý bá cha. Đây là gì nhỉ? Đây là một cái đoạn văn chữ tình ngoại đề giới thiệu về gì? Giới thiệu về nhân vật mị. Cách nhân vật mị xuất hiện. Các em ơi tí nữa chị phân tích cho các em xong nhá. Các em sẽ thấy là ui tại sao mà phân tích văn xuôi dễ thế? Thật sự luôn. Nào đoạn 2. Đoạn 2 tiếp theo từ tiếp đó là cô mị làm dâu nhà bá cha đã mấy năm cho tới cái đoạn rồi bịt mắt cõng mị đi được không ạ à? tiếp cho đến rồi bịt mắt cõng mị đi cõng mị đi đoạn này sẽ là gì đoạn này sẽ là nguyên nhân mị trở thành cô con dâu gạt nợ không công cho nhà thống lý. Tức là nếu như chị đã chia như thế này rồi thì các em cứ triển khai theo đúng cái hướng được đưa ra ở đây thôi. 6 giờ đi học rồi thì làm sao xem hết được. Đăng ký khóa học 10 ngày đi Hồng Hạnh ơi. Học khóa đấy với chị để ôn tập trước khi thi đi. Bản chất là ở trong cái khóa đấy là em sẽ ôn tập lại được hết mọi thứ trước khi em đi thi nha. Các bạn nhớ lưu ý hôm nay nếu muốn đăng ký khóa học thì đăng ký luôn. Bởi vì chỉ còn duy nhất hôm nay học phí là 599 thôi. Chắc chắn ngày mai các bạn muốn đăng ký nhưng sẽ là một mức học phí rất khác. Nên là các em có thể cân nhắc trong ngày hôm nay hội chị hiên cải nhá. Rồi tiếp tục, đoạn 3. Nhớ này, những đoạn nào chữ nhỏ ấy, thì sẽ không xuất hiện trong đề đâu nhá. Thì đây là từ cái đoạn sáng hôm sau, mị mới biết mình đang ngồi trong nhà thống lý bá cha. Đó, kiểu kiểu vậy cho đến cái phần đó là mị đành trở lại nhà thống lý là sẽ không xuất hiện đâu nhá những cái đoạn chữ nhỏ các em lưu ý giúp chị là sẽ không xuất hiện đâu chị ơi hồn chương ba có thi không ạ à? thật ra bản chất thì ở cái giai đoạn này mình cũng không chắc chắn được một phần trăm là có thi hay không nên là mình vẫn sẽ ôn ấy mai lan ạ à. mình vẫn sẽ ôn và ở trong cái khóa học 10 ngày thì mục tiêu của chúng mình là ôn lại toàn bộ đương nhiên chị cũng sẽ trọng tâm cho các bạn một số bài Đấy, và cũng đặt kỳ vọng rằng chúng ta sẽ thi vào những cái bài đó. Nên các em cứ yên tâm. Nha. Nhưng mà còn như thế nào thì đến lúc đấy chị mới tiết lộ được. Bắt đầu tiếp tục này, đoạn số 3. Đấy nhá, đoạn 3. Từ tiếp này, lần lần mấy năm qua, mấy năm sau, bố mị chết. Nhưng mị cũng không còn tưởng đến mị có thể ăn lá ngón tự tử nữa đấy cho đến cái phần đến bao giờ đây ạ, à. mị nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà trông ra đến bao giờ chết thì thôi, được không ạ? À? thì ở đây chúng ta sẽ có đoạn tiếp theo đó là lần lần mấy năm qua cho đến đến bao giờ chết thì thôi. hai cái đoạn nhỏ này là hai đoạn nói về gì? là hai đoạn nói về À, nói về cuộc sống của Mỹ. Ở nhà thống lý. Đọc đến đây thì các bạn cũng biết được rằng là một đoạn thì thể hiện là cuộc sống của Mỹ ở nhà thống lý. Một cái cuộc sống bị đọa đầy bóc lột sức lao động. Và một cái cuộc sống bị trà đạp, bị đọa đầy tiêu diệt về cả cái sức sống tiềm tàng ẩn sâu bên trong tâm hồn con người. Đúng chưa ạ? Đấy là đoạn 3 nhá. Tiếp tục này. Đoạn 4 từ trên đầu núi các nương ngô nương lúa gặt xong. Đoạn 4. Trên đầu núi các nương ngô nương lúa gặt xong cho đến gì đây? Cho đến hết tận cái đoạn đó chính là chúng ta có cho đến tận cái đoạn cổ tay đầu bắp chân bị trói xiết lại đau rứt từng mảnh thịt Cho đến đau dứt từng mảnh thịt Các bạn biết đoạn này nói về gì rồi đúng không? Đó chính là đêm tình mùa xuân Được không ạ? À? Đêm tình mùa xuân Đó Đêm tình mùa xuân Được chưa ạ? À? Ok chưa nào? Nói về đêm tình mùa xuân Rồi tiếp tục đoạn tiếp theo Đoạn số 5 à các bạn ơi đoạn nào cũng có thể vào hết nhá thế nên là nhiệm vụ của chúng mình là chúng mình sẽ cần phải ôn tập trọng tâm hết được chưa nào có tiếng xôn xao phía ngoài rồi một đám đông vào nhà thống lý bá cha xuống ngựa cho thị sống một chức việc đi hầu thống lý như một người làm mõ thời trước sắt ngựa vào tàu đúng không ạ cho đến cái đoạn đó là gì đây cho đến cái đoạn à bắt đầu là đến tận phần đây ạ, à, đến tận phần bá cha lại chút cả bạc vào trong chat thì đây sẽ là cái đoạn nói về vụ sự kiện bất công. Vậy thì chúng mình sẽ có từ tiếp này. Được không ạ? À? Đoạn tiếp theo tiếp cho đến chút cả vào trong chat. Được không ạ? À? Chúng ta sẽ có là từ tiếp cho đến chút cả vào trong cháp và nội dung sẽ là chút cả bạc vào trong cháp, nội dung của chúng ta à sẽ là vụ sự kiện bất công. Vụ sự kiện bất công. Vụ sự kiện bất công. À ở nhà thống lý được không ạ? vụ sự kiện bất công ở nhà thống lý và đoạn 6 mình sẽ có còn lại đó chính là đêm mùa đông cắt dây trói cho A phục thì các bạn ơi các bạn cứ chia như vậy cái đoạn số 6 của chúng ta sẽ là cái đoạn mà cái đoạn chữ nhỏ này thì không xuất hiện trong đề đâu chính là đoạn này những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn nếu không có bếp lửa sưởi kia thì mị cũng đến chết héo Mỗi đêm mì đã dậy thổi lửa hơ tay hơ lưng không biết bao nhiêu lần. Vậy thì các em ơi bây giờ là chúng ta đang dự kiến là có 6 đoạn trọng tâm như thế này. Bây giờ các em muốn là chị sẽ phân tích đoạn nào? Bởi vì bản chất là các em cũng biết là thời gian của chúng mình thì sẽ không thể đủ để phân tích cả 6 đoạn được. Cái này là chắc chắn rồi, không? không thể đủ để phân tích 6 đoạn được nhưng chị tin là chị hướng dẫn các bạn phân tích một hai đoạn là các bạn hiểu liền. Thì các em muốn là phân tích đoạn nào? Nào các bạn muốn chị Hiên sẽ phân tích đoạn nào? Các bạn cứ nói thoải mái, muốn chị phân tích đoạn nào thì cứ nói. À để chúng mình sẽ cùng với nhau làm rõ. Nào các em vote đi, các em đưa ra yêu cầu đi. Các bạn đưa ra yêu cầu đi. Được không ạ? À? Chúng mình đưa ra yêu cầu đi để chị xem là phần nào các bạn đông đảo thì chị sẽ đưa ra. Ui trời, mỗi người đưa ra một kiểu thế này thì không biết là phân tích kiểu gì. <laughs> không biết là phân tích kiểu gì bây giờ. Ok ạ. À. Rồi, ơi không cho vốt vốt gọi là gì không cho vốt thì không sao bây giờ cho vốt là là <laughs> ok các bạn muốn là phân tích đoạn mấy đây ạ nào nhanh chóng nào muốn phân tích đoạn mấy đây còn nếu như mà muốn phân tích tất cả ấy, thì chị hiên nhắc lại nha hẹn chúng mình trong khóa học 10 ngày chạy văn khóa học tổng ôn lại toàn bộ kiến thức trước khi chúng mình thi và chị nhắc lại là ngày hôm nay một điều độc quyền cho các bạn đó là chỉ duy nhất các bạn thôi, mới có học phí giảm tới 50% là 599k cho 12 buổi học, mỗi buổi học kéo dài từ 3 cho đến 5 tiếng. Chắc chắn là các em phải đăng ký khóa này bởi vì chúng mình sẽ cùng với nhau ôn lại toàn bộ tất cả kiến thức được không? Rồi, thế thì bây giờ các chị thấy là các bạn cũng bình chọn cho cái đoạn 6 khá là nhiều. Thế thì chúng mình sẽ cùng ôn đoạn 6 nhá. Được chưa ạ? À? Chúng mình sẽ cùng ôn đoạn 6. Nhật hào ơi, hẹn khóa 10 ngày nhá. <laughs> em nhận được tài liệu chưa? Rồi. Ok ạ. À. Còn yên tâm, trong khóa học đấy chị sẽ ôn hết. Ôn bằng sạch, ôn không sót một cái gì cả. <laughs> ôn luôn cả phương pháp để biết cách viết luôn, chắc chắn ạ. À. Kiểu gì các bạn cũng sẽ đạt được 8 cộng. Nên là cứ yên tâm nhá, cứ yên tâm học từ từ từng chút đi. Thế thì bây giờ ví dụ như chúng ta có đoạn 6 đi. Đây ạ, à, chúng ta có đoạn 6 nhá. Đây chúng ta sẽ có đoạn 6 là đêm mùa đông cắt dây trói cho a Phủ Thì ở đây các bạn có thể thấy được rằng là tôi sẽ phải bám sát vào cái gì. Khi mà chúng ta phân tích bất cứ một đoạn nào nhá. Các em luôn để ý giúp chị là chúng ta sẽ cần phải chúng ta sẽ cần phải gì ạ? À? Tôi sẽ cần phải nắm được. Tôi sẽ cần phải nắm được gì nhỉ? về cái nội dung đoạn trích đó đấy được không nào tôi sẽ cần phải nắm được cái nội dung đoạn trích đó các em nha được không nào tôi sẽ cần phải nắm được cái nội dung đoạn trích đó thì ở đây này các bạn có thể thấy này đó chúng mình có thể thấy này đây nhá các em có thể thấy ạ chị đã chị đã ghi lại màn hình ở đây để chúng ta bám sát vào À, những cái gọi là gì ạ à? à chúng ta sẽ bám sát vào ở đây đấy đây chính là gì đây chính là phân đoạn mà chúng ta có đây và khi chúng ta phân tích bất cứ một đoạn nào á thì các em sẽ luôn luôn phải nhớ giúp cho chị đó là tôi sẽ cần gì tôi sẽ cần một cái sự phân tích nhá tôi sẽ cần một cái sự phân tích rất là kỹ lưỡng và tỉ mỉ dựa trên các cái chi tiết được không ạ à? dựa trên các cái chi tiết thì ở đây này các bạn có thể chú ý giúp cho chị chúng ta sẽ có như sau đoạn đầu tiên cái đoạn chữ nhỏ này thì thường người ta sẽ không cho vào đâu nhưng mà các em cũng có thể chú ý giúp chị là đây là một cái đoạn để hé mở cho chúng ta về câu chuyện rằng tại sao lại có một cái người đàn ông mà bị trói, bị trói đứng vào cột giữa mùa đông lạnh giá ở nhà thống lý bá cha đúng không ạ? thì ở đây chúng ta có thể thấy được rằng là khi đó đang đói rừng hổ gấu từng đàn ra phá nương bắt bò ngựa a à phủ trong lúc trông bò ngựa vì mải mê bẫy nhím đã để hổ ăn mất một con bò. A phủ bị thống lý bá cha trói đứng vào một vào một cây cột trong góc nhà bằng dây mây quấn từ chân đến vai, chờ khi nào bắn được hổ mới tha. Nhưng A sử và lính dõng của thống lý không lùng bắn được hổ, A phủ vẫn bị trói. thì đây là gì ạ? Đây là một cái đoạn mà như chị nói với các em là hé mở một cái nguyên nhân đúng không nào? Hé mở nguyên nhân về việc là tại sao gì ạ? Tại sao mà mà A, A phủ lại bị trọi. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy các cái đoạn nhỏ ở đây ạ. Nhá, các bạn sẽ thấy các cái đoạn nhỏ ở đây được chị đề cập này. Đầu tiên đó là những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn. Nếu không có bếp lửa sưởi kia thì mị cũng đến chết héo. Một lát nữa chị sẽ tặng tài liệu bài này cho các em. Các em nhớ nhắn tin về fanpage để nhận nhé và nếu như mà cần thì cứ nhận tư vấn thêm về khóa học 10 ngày, phù hợp thì đăng ký để chúng mình ôn được hết. Được không ạ? À? Chúng mình ôn được hết, chị rất mong là sẽ được gặp các bạn để chúng mình à, mùa xuân hu hu yên tâm rồi sẽ ôn mà Nhật hào ơi. Được không nào? Rồi, thì thì các bạn có thể nhận thêm tài liệu nhá. Rồi, những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn, nếu không có bếp lửa sưởi kia thì mị cũng đến chết hẻo. Mỗi đêm, Mỹ đã dậy ra thổi lửa hơn, hơ lưng không biết bao nhiêu lần. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng là nếu như nói về đêm mùa đông, thì cái không gian là gì ạ? Là nhà ở trong nhà thống lý bá cha. Đây là không gian của tội ác. Là không gian của sự đè nén đúng không ạ bản chất là những cái con người lao động giống như mỹ nói là vợ của a sử đấy nhưng mà mỹ đâu có cái quyền gì đâu đúng không mỹ không có cái quyền gì cả mỹ chỉ sống như một người ở trong nhà này thế nên là cái không gian diễn ra là không gian của nhà thống lý bá cha không gian của tội ác không gian của sự đè nén Chúng ta sẽ thấy là có một cái đoạn nhỏ đầu tiên. Đoạn 1 này thì nói về gì ạ? Nói về thói quen sưởi lửa của Mỹ. Nói về thói quen sưởi lửa hàng đêm của Mỹ. Đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy được rằng bởi vì là cái khí hậu, cái thời tiết mùa đông ở núi cao thì rất là khắc nghiệt đúng không một mùa đông trên núi cao dài và buồn mà đúng không ạ à? thế nên là đối với mị bây giờ mị chỉ có bếp lửa là người bạn thôi bếp lửa chính bếp lửa đã giúp cho mị như thế nào nhỉ chính bếp lửa đã giúp cho mị có thể vượt qua được mùa đông lạnh giá này được không ạ à? chính bếp lửa đã giúp cho mị có thể vượt qua được mùa đông lạnh giá và chúng ta có thể thấy rằng cái thói quen thổi lửa hơ tay hơ lưng diễn ra trong một buổi tối cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần và ngày nào cũng như vậy ngày nào cũng làm cái việc đó được chưa nào thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là chúng ta có thể thấy được rằng là một cái tín hiệu cái hình ảnh bếp lửa xuất hiện ở trong cái đoạn văn đầu tiên này, ở trong cái đêm đông này, chúng ta thấy được rằng là dường như tôi có một cái tín hiệu. Và đó là một cái tín hiệu để báo hiệu cho việc là tia lửa nhỏ hôm nay báo hiệu cho đám cháy lớn ngày mai. Rõ ràng là chúng ta đã có một cái tia lửa nhỏ vào đêm tình mùa xuân. Trong tiếng sáo rập rờn trong trong cái men rượu nồng say, trong mùa xuân tươi vui ba cái tác nhân đã ảnh hưởng để cô Mỹ có những cái sự đột phá, một cái con người dường như đã chai sạn về cảm xúc, một con người dường như đã như chết nửa cuộc đời lại bừng tỉnh, nhưng mà sau đó không thể chống lại sức mạnh của cường quyền thần quyền và bạo quyền, nên lại quay trở về một cái cuộc sống câm lặng. Nhưng dường như cái tín bếp lửa ở đây đã trở thành một cái tín hiệu để báo hiệu cho một đám cháy dữ dội sẽ diễn ra trong đêm đông này Đấy là đoạn nhỏ đầu tiên nhá Đoạn số 2 Ở đoạn số 2 này thì chúng mình sẽ thấy này Đoạn số 2 như sau Thường thì Thường khi đến gà gáy Mị ngồi dậy ra bếp lửa một lúc lâu Thì các chị em trong nhà Mới bắt đầu dậy ra gióm lò bung ngô Nấu cháo lợn Chỉ chợp mắt được từng lúc Mị lại thức sưởi lửa suốt đêm Mỗi đêm khi nghe thấy tiếng phù phù thổi bếp A phù lại mở mắt ngọn lửa sưởi bùng lên cùng lúc ấy thì mị cũng nhìn sang thấy a phủ mắt trừng trừng mới biết a phủ còn sống mấy đêm nay như thế nhưng mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay nếu a phủ có là cái xác chết đứng đấy cũng thế thôi mị vẫn trở dậy sưởi lửa vẫn sưởi chỉ biết chỉ còn ở với ngọn lửa có đêm a sử chợt về thấy mị ngồi đấy a sử đánh mị ngã ngay xuống bếp lửa nhưng đêm sau, mị vẫn ra sưởi như đêm trước. À, thế thì các bạn có thể thấy ở đây là bản chất đối với cái đoạn số 2 này, trọng tâm muốn nói về cái thái độ của mị. Thái độ ban đầu của mị. Khi nhìn thấy cảnh A phủ bị trói. Đúng không ạ? Và các bạn cũng thấy cái thái độ đó là một cái thái độ như thế nào nhỉ? là một cái thái độ rất là thờ ơ và dừng dưng đúng không ạ một cái thái độ rất là thờ ơ và dừng dưng thì các bạn sẽ chú ý giúp chị một điều là tại vì sao mà mị lại có một cái thái độ dừng dưng như vậy dừng dưng đến cái mức là a phủ có là cái xác chết khô ở đấy thì cũng thế thôi đúng không ạ nhờ vào ánh lửa bập bùng đêm nào ra sưởi lửa mị cũng nhìn thấy a phủ thế nhưng mà điều khiến cho chúng ta cảm thấy rất là bất ngờ đó chính là bản thân a phủ thì như thế nào ạ đứng trước một cái con người mà dường như phải đối diện phải cận kề với cái chết nhưng mà bản thân của mị thì vẫn rất là thờ ơ và rừng rưng đối với cái việc đó thì chúng ta có thể thấy được một điều là đây là một cái thái độ có vẻ khó hiểu theo cái lập luận của chúng ta là bản chất của một con người bây giờ khi nhìn thấy một người khác, chứng kiến một cái người khác sắp chết mà lại thờ ơ rừng rưng thì nó là một điều rất bình thường, là một điều rất bất thường. Nhưng đối với hoàn cảnh của Mỹ thì chúng ta có thể thấy được rằng đây lại là một cái cách gì ạ, một cái phản ứng là một cái phản ứng rất bình thường và phù hợp với nhân vật. Tại vì sao? Mình sẽ trả lời vì vì sao ạ? Vì thứ nhất thứ nhất là mị đã quá khổ để hiểu cho được nỗi khổ của người khác. Đã quá khổ Để hiểu cho được nỗi khổ của người khác được không ạ à? và các bạn cũng biết được một điều rằng là bởi vì rõ ràng là cái cuộc sống của mỹ ấy, cái cảm xúc trong mỹ từ lâu đã trai sản thế nên là mỹ đâu có còn tình yêu dành cho con người nữa để mà biết thương một ai đó đang cận kề với cái chết đâu đúng không ạ à? hay là nói như nhà văn nam cao thì người ta mà có cái chân đau thì người ta chỉ nghĩ được đến cái chân đau của người ta thôi và bản chất là bây giờ trong lòng của mỹ mọi cái cảm xúc đều dường như chai sạn thế nên nếu như để bảo là có một cái tình thương gì đó dành cho con người đang đứng trước mặt của mỹ kia thì không không có điều đó ạ à. được không nào không có điều đó nhá các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy mỹ đã quá khổ để hiểu cho được nỗi khổ của người khác ạ à và cái lý do thứ hai là việc người gì ạ à? việc người bị trói đứng cho đến chết ở nhà thống lý là một điều bình thường cứ ai mà làm không đúng cứ ai mà làm sai thì sẽ bị nhận cái sự trừng phạt và một trong những cái sự trừng phạt thường gặp nhất đó chính là gì ạ đó chính là việc mà người đó sẽ bị trói đứng là chuyện bình thường tự đào cọc tự đào hố tự chôn cọc đứng vào đó để cho nhà thống lý bá cha trói bản chất là các em thấy là nếu như nói về nhà thống lý bá cha thì chúng ta sẽ thấy là đó là hiện thân cho sức mạnh của gì cho sức mạnh của bạo quyền của cường quyền có tiền mà có quyền mà và bên cạnh đấy thì ở trong cái căn nhà này, thống lý bá cha đã tạo ra một cái hình ảnh rất là đáng sợ. Nó là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, đã tạo ra một cái hình ảnh đó là con ma nhà thống lý. Và chính cái hình ảnh con ma nhà thống lý này đã chi phối... Gì ạ? À, chính hình ảnh con ma nhà thống lý này thì đã chi phối đến việc... Đó là gì ạ? Đó chính là uh, đã chi phối đến việc những cái con người giống như mị như a phủ mặc dù là đi làm ở rất là nhiều những cái ngọn núi khác nhau rất là xa nhà nhưng mà chưa bao giờ chưa một giây phút nào nghĩ tới việc là chạy trốn cả bởi vì ví dụ như những người đàn bà giống như mị thì luôn hiểu rằng là mình đã bị đem về cúng trình ma nhà nó rồi thì chỉ có đợi chết ở đây thôi kể cả có chết cũng là con ma của cái nhà này và cả cuộc đời thì chỉ đi theo đuôi con ngựa của chồng thôi Thế nên là có làm ở những cái ngọn núi xa tít mù tắp Thì cũng không bao giờ nghĩ đến ý định bỏ trốn cả Kể cả như bản thân của A Phủ Làm những cái công việc ví dụ như chăn bò rong ruổi Từ đồi này đến núi khác Nhưng mà A Phủ cũng đâu có chạy trốn đâu Bởi vì người miền núi á Được lý giải là họ rất thật thà Họ luôn tin vào những cái điều mà họ tin Thế nên là bản chất là họ luôn nghĩ rằng là mình đã bị cúng trình ma, con ma nhà thống lý đã nhận mặt mình thì mình không bao giờ có thể trốn thoát được và cả cuộc đời này mình phải phục dịch để trả cho hết nợ, cả cuộc đời này mình sẽ phải sống ở đây làm việc cho nhà thống lý. Đó thì các em cũng phải hiểu một cái lẽ đấy để khi mà lập luận thì các bạn cũng sẽ được có được một cái sự lập luận nó chặt chẽ cho những cái nội dung mà các em đưa ra nhá. Được chưa nào? Thì đây chính là cái phản ứng của mị thái độ ban đầu của mị khi mà thấy a phủ bị trọi được không nào và ở trong đoạn này thì chúng ta cũng thấy được một cái sự đè nén đúng không ạ nơi nhà thống lý bá cha khi mà thằng a sử nó về nó nhìn thấy mị thường sưởi lửa đúng không ạ thì nó hay đạp mị ngã nhưng các bạn thấy đấy bản chất là cái sự kiên cường của Mỹ cũng được bộc lộ qua những cái chi tiết rất là bình thường. Đó là cô Mỹ cô ấy không cô ấy không nề hà gì việc đó cả. Ngày hôm nay đánh thì mai lại tiếp tục ra sưởi lửa, đúng không ạ? Ngày hôm nay đánh thì ngày mai lại tiếp tục ra sưởi lửa. Và chính bởi cái thói quen đó mà Mỹ đã nhìn thấy cái điều mà Mỹ cần nhìn thấy, đó là đoạn tiếp theo, đoạn số 3. Đây nhá, chúng ta sẽ có đoạn số 3. Được không ạ? Ở trong khóa học 10 ngày thì chị Hiên sẽ hướng dẫn chúng mình triển khai từ các ý này thành những cái phần bài viết làm sao cho thật là trôi chảy nha với một mục tiêu là đạt một cái số điểm thật là cao Đấy, Thế nên là rất là hy vọng là các bạn sẽ có thể đăng ký và tham gia khóa học này Chị rất mong, rất là mong đợi sẽ gặp các em trong cái khóa học 10 ngày vào tháng 6 để chị em mình sẽ cùng với nhau ôn tập lại thật là kỹ và chị cũng sẽ hướng dẫn cho các em nâng cấp thêm về việc viết của mình để nếu như năm nay có vào bất cứ bài nào thì các em cũng sẽ đạt được mục tiêu 8 cộng 9 cộng của mình nhé. Được không nào? Thế nên là cũng rất hy vọng là một lát nữa sau khi buổi học này kết thúc, chúng mình có thể dành một chút thời gian nhắn tin về xin tài liệu và tìm hiểu về khóa học 10 ngày. Được không ạ? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ có đoạn tiếp theo này. Lúc ấy đã khuya, trong nhà đã ngủ yên, nhất trí ạ. À. <laughs> Nhật Hào đã nhận được tài liệu của khóa 10 ngày chưa? Nhận được cái cuốn xanh xanh chưa? Em nhận được rồi đúng không? Ok ạ. À. Nhật Hào đã nhận được cái cuốn xanh xanh đấy chưa? Ok nhá. Rồi, lúc ấy đã khuya, trong nhà đã ngủ yên thì mị trở dậy thổi lửa. Ngọn lửa bập bùng sáng lên, mị lé mắt trông sang, thấy hai mắt a phủ cũng vừa mở một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai họ má đã xám đen lại nhìn thấy tình cảnh như thế mị chợt nhớ lại đêm năm trước a xử trói mị mị cũng phải trói đứng thế kia nhiều lần khóc nước mắt chảy xuống miệng xuống cổ không biết lau đi được trời ơi nó bắt trói đứng người ta đến chết nó bắt mình chết cũng thôi nó bắt trói đến chết người đàn bà ngày trước cũng ở trong cái nhà này chúng nó thật độc ác Cơ chừng này chỉ đêm mai là người kia chết. Chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi thì còn biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi. Người kia, việc gì mà phải chết thế? A à Phủ, mị phảng phất nghĩ như vậy. Có thể thấy, đây là một cái phân đoạn cho chúng ta thấy cái diễn biến tâm lý. Phức tạp nhưng hợp lý của Mị khi nhìn thấy hai dòng nước mắt của A đúng không ạ chúng ta có thể thấy được rằng ở trong đoạn này nếu như các bạn để ý thì cái điều đã xảy ra khiến cho à, nhân vật Mị có những cái sự thay đổi trong suy nghĩ đó là gì ạ đó chính là dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai họ má đã xám đen lại à được không ạ thì chúng ta có thể thấy được rằng là thứ nhất là về thời gian lúc đó đã khuya là một thời gian mà thường nhá con người ta sẽ lắng đọng và suy nghĩ thường là lắng đọng nhiều nhất đúng không ạ và lúc bấy giờ thì mị vẫn giữ một cái thói quen của mình là ra sưởi lửa nhưng mà sau mấy ngày vẫn như một cái thói quen cố hữu hôm nay mị vẫn lé mắt để nhìn sang a phủ và điều mà mị nhìn thấy đó chính là dòng nước mắt bò xuống dòng nước mắt bò xuống hai hõm má đã xám đúng không ạ à đây ạ à, dòng nước mắt bò xuống hai họ má đã xám đen lạc của a phủ thì ở đây chúng ta có thể thấy được rằng là dùng từ rất hay cái hình ảnh xuất hiện ở đây là dòng nước mắt chúng ta có thể tư duy phân tích theo hướng bản chất a phủ là một người kiên cường không bao giờ sợ trước những cái thế lực của cái xấu cái ác thậm chí là trong cái buổi sự kiện ấy có đánh đập như thế nào, A Phủ cũng chỉ lặng im như gỗ đá, không có rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Vậy thì tại sao ở đây A Phủ lại khóc? Lại có hình ảnh của một dòng nước mắt. Vì sao thế ạ? Là bởi vì như thế nào nhỉ? Là bởi vì A Phủ, đây không phải là một cái dòng nước mắt chủ động đâu. Chúng ta có một cái động từ dùng rất hay bò xuống một cái hình ảnh để cho chúng ta thấy được rằng là một cái trôi một cái gì ạ à, một cái chuyển động rất là chậm chạp của dòng nước mắt không phải là nước mắt rơi không phải là nước mắt lăn mà là bò xuống đúng không ạ tức là ở đây chúng ta có thể thấy là nó không phải là một cái sự chủ động không hoàn toàn không phải là một sự chủ động a phủ không hề muốn khóc nhưng dòng nước mắt đó trào ra là một cái dòng nước mắt của sự tuyệt vọng không còn cách nào nữa rồi tôi là một cái con người rất là gì ạ rất là ham sống nhưng bây giờ chỉ một vài phút giây ngắn ngủi nữa thôi tôi sẽ phải cận kề với cái chết rồi và tôi không muốn cái điều đó xảy ra đúng không ạ một cái giọt nước mắt của sự bất lực một cái giọt nước mắt của sự tuyệt vọng A à Phủ không hề muốn khóc nhá A à Phủ không sợ cường quyền không sợ bạo quyền thế nhưng mà bây giờ khi đối mặt với cái chết thì con người ta cảm thấy rất tuyệt vọng và bất lực đó chính là cái dòng nước mắt của sự tuyệt vọng và bất lực đúng không ạ Đớn đau thay một con người rất ham sống rất muốn sống. Có vất vả khổ sở thế nào cũng phải sống. Nhưng bây giờ lại đang phải cận kề với cái chết. Và rất có thể chỉ một vài giây phút nữa thôi. Ngày mai, ngày mai là người kia sẽ chết, chết đau, chết đói, chết rét phải chết. Và đúng ạ, à, dòng nước mắt ấy, nó như một cái giọt nước làm tràn ly nước. Và nó đã đánh động những suy nghĩ trong mị Đúng không nào? Và theo cái tiến trình đánh động những suy nghĩ trong mị Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ tư duy rất dễ Đó là gì? Đó là mị nhớ lại hoàn cảnh của mình Ít nhất thì bây giờ giữa mị và A Phủ đã có một cái sự kết nối Bởi vì đêm tình mùa xuân năm ấy thì mị cũng đã từng bị trói đúng không ạ à? Mị cũng từng bị trói đứng thế kia cũng từng bị trói đứng thế kia cũng là cái hoàn cảnh nước mắt rơi xuống mà không lau đi được đúng không ạ à? và mị cũng đã từng nghĩ được gì ạ à? Mị đã nghĩ tới cái sự tuyệt vọng của chính mình cái sự đau khổ của chính mình khi bị giam cầm mà lúc bấy giờ sức sống của mình vẫn đang trào sôi để lạc theo những cái đám chơi những cuộc chơi đúng không ạ rất tuyệt vọng và đau khổ đó nhìn thấy tình cảnh như thế mị chợt nhớ lại đêm năm trước mị cũng phải trói đứng thế kia nhiều lần khóc nước mắt chảy xuống miệng xuống cổ không biết lau đi được trời ơi nhận ra một điều gì đó rồi từ cái việc có được một cái sự đồng cảm một cái sợi dây đồng cảm giữa những con người cùng cảnh ngộ đúng không ạ bản chất là ở đây chúng ta thấy được rằng là bây giờ họ đang là những người đồng cảnh ngộ và mỹ đã quyết định đi truy tìm cái nguyên nhân vì sao lại dẫn tới bi kịch của mỹ của a phủ của người đàn bà trong cái nhà này đúng không ạ và sau đó mị đã phải thốt lên rằng tất cả những cái điều đó đây ạ à, trời ơi nó bắt chói đứng người ta đến chết nó bắt mình chết cũng thôi nó bắt chói người đàn bà ngày trước cũng gì ạ à, cũng ở cái nhà này chúng nó thật độc ác tức là lúc bấy giờ là cảm thấy thương cho chính mình sau đó là nghĩ về người đàn bà đã từng bị chói đứng cho đến chết trong cái câu chuyện người ta kể lại và sau đó thì nhân vật này đã có một cái bước chuyển mình rất là quan trọng đó chính là gì đó chính là đã nhận mặt được kẻ thù các bạn nhá. bạn nào muốn nhận tài liệu thì một lát nữa nhớ nhắn tin về fanpage học văn trị hiên nha nhận mặt được kẻ thù người gây ra tất cả những cái tội ác đó người đàn ông kia bị trói đứng mình bị trói đứng trong đêm năm trước và người đàn bà đã bị trói đứng cho đến chết. Tất cả đều do một cái nguyên nhân duy nhất. Đó chính là do sự độc ác của nhà thống lý bá cha. Và các bạn biết được rằng là chúng ta chỉ sợ khi chúng ta chưa dám đối diện với cái nỗi sợ. Chúng ta chưa dám nhận mặt kẻ thù. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể thấy được một điều rằng là rõ ràng là chúng ta đã thấy được bản thân mị đã chỉ ra được nhận mặt kẻ thù luôn đúng không ạ đã nhận mặt được kẻ thù luôn và kẻ thù ở đây chính là nhà thống lý bá cha và chính bởi cái điều đó mà các bạn có thể thấy lúc bấy giờ bắt đầu đưa ra cái dự đoán là có thể chỉ đêm mai là người kia chết chết đau chết đói chết rét phải chết có nghĩa là cái chết đã rất là cận kề với người đàn ông này rồi và chúng ta có thể thấy được rằng là gì ạ à ta là thân đàn bà nó bắt đưa ra một cái dự báo về số phận của a phủ đó là a phủ sẽ chết vào đêm mai một cái chết đau đớn đúng không ạ và bản thân mỹ nghĩ về cuộc đời của mình bây giờ bắt đầu đã xuất hiện những cái suy nghĩ về cuộc đời của mình à mình là người đàn bà mình đã bị bắt về cúng trình ma rồi thì chỉ đợi ngày chết ở đây thôi đúng không thân phận của người đàn bà và người đàn ông ở hồng ngài là khác nhau đúng không ạ à? à người đàn bà ở hồng ngài thì nếu như đã bị bắt về cúng trình ma đã bị bắt về cúng trình ma thì đương nhiên là chỉ đợi ngày chết ở đây thôi, nhưng mà còn người đàn ông kia tự đặt ra một cái băn khoăn, việc gì mà phải chết. Trời ơi, thời gian trôi nhanh quá các em ơi. Đã gì ạ? À? Đã 6 giờ rồi, nhanh thế. Hôm nào một tiếng trôi qua với các bạn chị cũng thấy nhanh khủng khiếp luôn ấy, thật sự là như vậy. Và chị chỉ muốn là có thêm thật là nhiều thời gian Để có thể hướng dẫn các em thôi Chứ một tiếng nó không là cái gì cả chúng mình ạ à. <laughs> Thế nên là các em nhất định phải tham gia cùng với chị Hiên trong khóa 10 ngày nhá Ở Cái khóa đấy học khoảng 4-5 tiếng nó mới đã được Phải 4-5 tiếng mới đã được Chứ học một tiếng này thì không không có si nhê cái gì hết à Được không nào? Không có si nhê gì hết Nên là thành ra là là các bạn ơi Nhất định là trong ngày hôm nay phải tìm hiểu về khóa 10 ngày nhá Bởi vì là sẽ chỉ còn ưu đãi duy nhất trong ngày hôm nay cho các bạn thôi ạ à. Được không nào? Thế thì ở đây chúng ta có là người đàn ông kia việc gì mà phải chết Tức là có những cái băn khoăn Có những cái băn khoăn cho số phận của người đàn ông kia Cho số phận của A Phủ Và các bạn ơi Khi đã xuất hiện những cái suy nghĩ Đúng không ạ? À? <laughs> Khi đã xuất hiện những cái suy nghĩ thì đó là thời điểm họ sẽ quyết định hành động. Được không nào? Khóa 10 ngày học nguyên đêm luôn chị. Thật ra thì cũng không hẳn là nguyên đêm, chúng ta sẽ chỉ học đến khoảng tầm 1 2 giờ sáng thôi. Nhưng mà lúc đấy thì đã cháy lắm rồi. Nên là bắt buộc là mình sẽ phải cố gắng và nỗ lực. Đấy nên thành ra là các bạn sẽ chú ý nhá. Các bạn sẽ chú ý là có thể là rất vất vả đấy, nhưng mà chị Hiên sẽ làm hết. Chỉ cần các bạn nỗ lực học tập và ôn tập cùng với chị thôi Ok chưa ạ? Rồi, tiếp tục này Chúng ta sẽ có ở đây Đoạn tiếp theo Đó chính là Đệ đám than đã vạc hẳn lửa Mị không thổi cũng không đứng lên Mị nhớ lại đời mình Mị lại tưởng tượng như có thể một lúc nào Biết đâu A Phủ chẳng đã trốn được rồi Lúc ấy, bố con pá cha sẽ bảo là Mị cởi trói cho nó Mị liền phải trói thay vào đấy Mị phải chết trên cái cọc ấy Nghĩ thế, trong tình cảnh này, làm sao Mị cũng không thấy sợ. Vậy là trong suy nghĩ của Mị đã có cái mong muốn được giúp đỡ cho A Phủ. Và kể cả nếu như có xảy ra cái chuyện là Mị bị trói thay vào đấy thì chúng ta thấy một cái phản ứng rất là bất ngờ nhưng cũng cực kỳ hợp lý của Mị. Đó là gì? Đó là à Mị không thấy sợ. Mặc dù là bản thân Mị có thể là đang phải kê cao cái đầu vào trong cái cỗ máy chém của bọn thực dân phong kiến, nhưng Mị không sợ. Bởi vì bản chất ở phía trên chị đã nói với các em là Mị đã nhận được mặt kẻ thù rồi mà. Chúng ta chỉ có sợ hãi khi chúng ta chưa nhìn rõ kẻ thù là ai. Còn nếu chúng ta đã nhìn rõ rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta hoàn toàn có thể chiến đấu lại cái nỗi sợ đó đúng không ạ? rồi tiếp tục ở đây chúng ta có đoạn tiếp theo này đó là lúc ấy trong nhà đã tối bưng mị gión rén bước lại a phủ vẫn nhắm mắt nhưng bị tưởng như a phủ đương biết có người bước lại đây là gì ạ? đây là cái đoạn tiếp theo đó là đoạn nói về gì đây? nói về cái hành động cắt dây chói cho a phủ của bị một cái hành động làm trong sự lén lút bởi vì sợ bị phát hiện bản chất là chúng ta thấy được rằng là bây giờ vẫn đang ở trong cái không gian của sự đè nén trong cái không gian của tội ác và nếu như không cẩn thận mà bị phát hiện là chắc chắn mị sẽ gì ạ chắc chắn là mị và cả mị và cả a phủ sẽ chết đúng không thế nên là mị làm cái việc đó rất là nhẹ nhàng từng bước từng bước nhưng không thể phủ nhận đây là một cái hành động diễn ra trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn đúng không ạ và khi mà cầm con dao nhỏ cắt nút dây mây cho a phủ xong đúng không ạ đây ạ à? À, a phủ cứ thở phè từng hơi không biết mê hay tỉnh lần lần đến lúc gỡ được hết dây trói của a phủ thì mỹ cũng hốt hoảng lúc bấy giờ mị mới nhận ra là mình đang làm cái việc gì đây thì mị có một cái trạng thái là rất là hốt hoảng đúng không ạ à? và sau đó đã thúc giục a phủ đi ngay thúc giục a phủ đi ngay đúng không nào chúng ta có thể thấy nhân vật mị nhá không phải là nhân vật này lúc nào cũng cất tiếng nói thành tiếng đâu mà bản chất là chúng ta có thể thấy được rằng là nhân vật này á thường nhá là chỉ sống trong câm lặng thôi các bạn có thể thấy là thường chỉ sống trong câm lặng thôi nhưng mà bây giờ lại thúc giục a phủ là đi ngay đúng không cất thành tiếng đấy ạ à? hãy chạy đi đi ngay và a phủ bỗng khuỵu xuống không bước nổi nhưng cái chết có thể đến nơi ngay a phủ lại quật sức vùng lên chạy chúng ta thấy được rằng là cái hình ảnh này hình ảnh a phủ quật sức a phủ quật sức vùng lên chạy nó có cái giá trị giống như là tiếng sáo Nâng đỡ tâm hồn của mị Và khiến cho mị có rất là nhiều những cái suy nghĩ Ở phía trước mặt mình kia Là một con người đã cận kề với cái chết Ấy vậy mà người ta vẫn chiến đấu Người ta vẫn quật sức vùng lên chạy Dù chưa biết phía trước là điều gì Là tự do hạnh phúc hay là tâm tối Nhưng người ta vẫn lựa chọn tiến về phía trước Còn bản thân mình, mình đã sống một cái kiếp đời như thế nào mình đã sống như thế nào trong những năm qua Vốn dĩ mình là một con người như thế nào Và chính cái hình ảnh này đã có một cái sức đánh động Đã có một cái sức đánh động rất lớn vào suy nghĩ của Mỹ Để rồi trong một cái thoáng suy nghĩ rất nhanh thôi Mỹ đã quyết định chạy theo A Phủ rồi mị cũng chạy vụt ra, hành động rất nhanh, Trời tối lắm, nhưng mị vẫn băng đi, những cái câu văn ngắn, dồn dập để cho chúng ta thấy được cái sự căng thẳng lúc bấy giờ, nhưng cũng cho chúng ta thấy được cái sự quyết liệt của người con gái đó lúc bấy giờ. Mị đuổi kịp a phủ đã lăn chạy, chạy xuống tới lưng dốc, mị nói, thở trong hơi gió thấp lạnh buốt, các em ơi, các em phân tích cái đoạn này là các bạn cũng nên sử dụng những cái câu văn ngắn liên tiếp liên tiếp nhá để tạo ra một cái không khí cho bài viết của các em. Nếu các em làm được những cái này thì nó cũng là một cái rất là hay để tạo ra một cái bài viết sáng tạo và thậm chí chúng ta có thể đạt được 9 cộng là điều rất bình thường. Các bạn nhá. Sau đấy, à gì ạ? À? Sau đấy Mỹ đã nói liên tiếp hai câu. A à, phủ cho tôi đi. Ở đây thì chết mất. À đúng không ạ? À? và chúng ta có thể thấy được rằng cô Mị bây giờ đã trở về vẹn nguyên của cô Mị mà chúng ta từng biết, một người con gái trẻ trung sôi nổi, một người con gái yêu đời, sống trọn vẹn cùng những khát vọng của mình. Mị đã chạy theo A phủ, Mị đã chạy theo tiếng gọi của tự do và cả hai con người này đã trở thành những người bạn đồng hành để nâng đỡ nhau trên con đường phía trước đương nhiên a phủ hoàn toàn có thể lựa chọn từ chối mị nhưng a phủ đã không làm như thế bởi vì a phủ một người đàn ông rất chính nghĩa một người đàn ông gì ạ à, rất là khẳng khái hiểu được cái đạo lẽ thường tình của con người đó là người đàn bà chê chồng đó vừa cứu sống mình a phủ đã quay trở lại giống như một sự trả ơn để nói với mị rằng đi với tôi mặc dù có thể biết được rằng là cho cái người đàn bà đó đi cùng có thể là một cái gánh nặng nhưng mà a phủ vẫn quyết định làm điều đó bởi vì một cái con người thật thà chân chất như a phủ luôn đứng về lẽ phải chính trực chính nghĩa như a phủ chắc chắn sẽ biết được rằng người đàn bà đó vừa cứu mình và quay trở lại giống như một sự trả ơn chúng ta có thể thấy nếu như mị đã cắt đi sợi dây chói hữu hình của a phủ thì A Phủ chính là người đã quay lại để cắt đi sợi dây chói vô hình của Mị và nhà thống lý bá cha. Tại vì sao phải đến đêm mùa đông thì hai con người này mới đủ cái sức mạnh để vượt qua cái nỗi sợ về cường quyền, thân quyền và bạo quyền. Có lẽ là bởi vì nếu muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng nếu muốn đi xa thì phải đi cùng người khác. Thế nên là ở đây hai người đã có những cái người đồng đội đã có những cái người đồng hành cùng với mình trên con đường phía trước và bên cạnh đó chúng ta có thể thấy rằng họ đã có đủ cái lòng quyết tâm để vượt qua những cái nỗi sợ hãi sau khi trải qua những cái cú sốc trong cuộc đời. Họ có đủ cái sức mạnh để phát hiện ra những cái gì ạ? À? Cái sức mạnh tiềm tàng ở bên trong chính bản thân mình và dùng cái sức sống tiềm tàng ấy để hướng về phía trước, hướng về một cái tương lai tốt đẹp hơn đây cũng chính là cái xu hướng vận động của con người lao động trong cái giai đoạn lúc bấy giờ từ tự phát trở thành tự giác họ đã tự nhận thức được về cuộc sống của mình và quyết tâm chiến đấu cho hạnh phúc của chính bản thân mình được không ạ đó cũng là một trong những cái vẻ đẹp sức sống tiềm tàng của con người trong vợ chồng a phủ chúng mình nhá các bạn ơi các bạn có hiểu nội dung ngày hôm nay được chia sẻ không ạ Trời ơi, biết đâu chỉ mong muốn là có nhiều thời gian thôi. Bởi vì cũng thấy một cái tín hiệu rất là tích cực từ chúng mình. Đó là gì? Đó là cảm thấy rất là vui bởi vì các bạn hiểu bài, không có cái gì gọi là may mắn hơn khi chúng mình nói rằng chúng mình hiểu bài. Các em có hiểu nội dung ngày hôm nay không ạ? Tí nữa chị sẽ tặng tài liệu luôn cho chúng mình nhá. Các em có thể nhắn tin về fanpage để nhận tài liệu nhá. Được không ạ? <laughs> Học văn một tiếng không thấm gì hết chị ơi à <laughs> Ok ạ à, Rồi Cảm ơn chúng mình rất nhiều Vì đã hiểu cái nội dung mà chị Hiên đã chia sẻ Trong buổi sáng ngày hôm nay Vâng ạ à, Ok ạ à. Còn lại tất cả những cái nội dung khác Hẹn các bạn trong khóa 10 ngày chạy văn Để ôn tập Tút lại một lần nữa Trước khi chúng ta đi thi nhá Tút lại toàn bộ kiến thức một lần nữa Trước khi chúng mình thi nên là nhất định trong ngày hôm nay Hãy tìm hiểu về khóa 10 ngày Phù hợp thì đăng ký để đặt chỗ luôn Để nhận được cái ưu đãi tốt nhất nhá Chắc chắn là phải đăng ký rồi ạ Chắc chắn là phải tìm hiểu rồi ạ Đôi khi lỡ hẹn một giờ Ngày sau muốn gặp là phải chờ nhiều năm Chứ không phải là một năm Năm nay đã là một cái năm rất là căng thẳng cho chúng mình để chúng mình có thể ôn tập và thi theo chương trình cũ rồi. Năm sau các bạn nếu các bạn có thi lại, không may các bạn có thi lại thì cũng rất ít thầy cô ôn tập theo chương trình mới. À theo chương trình cũ bởi vì sang năm các em 2K7 là học chương trình mới rồi. Kiến thức vô cùng nặng và đương nhiên là thầy cô sẽ phải tập trung để ôn cho các em 2K7 Đấy thế nên là các bạn ơi Một là các bạn nhắn tin cho chị để tìm hiểu thêm về khóa học Hai là nhắn tin về fanpage học văn chị Hiên nhá Để chúng mình sẽ có được những cái sự tư vấn phù hợp Xem là chúng ta có nên đăng ký khóa học này không Chị Hiên rất 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 mong sẽ được gặp các bạn trong khóa học này để chúng mình sẽ cùng với nhau ôn tập toàn bộ những cái đoạn trọng tâm của vợ chồng A Phủ để sắp tới vào bất cứ đề nào, bất cứ đoạn nào các em cũng sẽ viết thật là hay luôn, được không ạ? rồi hơi hiểu hơi hiểu thì nghe thêm vài lần nữa học thêm nhiều lần nữa để hiểu hơn nhá lộc phát nhá được chưa nào còn buổi sáng ngày hôm nay thì thời gian của chúng mình chắc là sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi chị cảm ơn các bạn vì đã có mặt trong buổi học này và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học buổi sáng ngày mai cùng với chị hiên nhá xin chào và hẹn gặp lại chúng mình nha cảm ơn chúng mình rất nhiều Bye bye, chúc các em ngày mới nhiều năng lượng nha Tạm biệt các bạn